Sáng ngày 9 tháng 6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Nam Sơn tổ chức khởi công xây nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Nguyễn Khánh Huyền, tổ dân phố Kha Lâm 4, phường Nam Sơn, tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Đại biểu quận có đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư tường trực Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Trần Duy Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban dân vận Quận ủy. Em Nguyễn Khánh Huyền là học sinh lớp 7A4 trường trung học cơ sở Lam Hà. Gia đình em thuộc hộ cận nghèo của phường Nam Sơn. Bố em bị bệnh, thu nhập gia đình phụ thuộc vào đồng lương công nhân, vệ sinh ít ỏi của mẹ em. Hiện cả gia đình 4 người đang sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ có diện tích 10m2 chật hẹp xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi mưa bão đều bị rột. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em, được sự quan tâm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội, Hội sinh viên Việt Nam thành phố, quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận, trường trung học cơ sở Nam Hà và họ hàng, ngôi nhà của gia đình em Nguyễn Khánh Huyền được xây dựng với diện tích 40 m2. Tổng kinh phí dự kiến là 150 triệu đồng, dự kiến ngôi nhà khánh thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2023. Tại lễ khởi công, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội, Hội sinh viên Việt Nam thành phố trao biển hỗ trợ 100 triệu đồng quỹ vì người nghèo của quận, hỗ trợ 20 triệu đồng, trường trung học cơ sở Nam Hà hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngôi nhà được xây dựng là nguồn động viên lớn để em Nguyễn Khánh Huyền tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập